Và có vẻ như theo như meta hiện tại thì Kenny nó sẽ còn được xuất hiện nhiều nhiều, đặc biệt là những đội khu vực châu Âu hay là khu vực Bắc Mỹ sẽ sử dụng con bài này. Nhưng bên kia An lại dùng Zing. Wow, đây có phải là một điểm nhấn hay không nhờ Zing trong một bối cảnh mà đối phương có rất nhiều hiệu ứng không chế tướng tầm xa? Hãy để ý, ở trong trận tứ kết của chung kết thế giới năm 2015, chính SKT đã phải cấm đi con bài Zing của An. Bởi vì An đã thi đấu quá hiệu quả từ vòng bảng cho đến cả trận đấu tiếp theo của giải đấu. Điều đó chứng tỏ rằng cái vị tướng Zing của An là không thể nào mà xem thường được cái khả năng mà lăn được quả cầu tuyết trong giao tranh. Xin nhắc lại, đó lăn quả cầu tuyết trong giao tranh của An là vô cùng tuyệt vời, và thậm chí rằng khả năng né chiêu. Ở trong chung kết thế giới năm 2015 đã có một pha thi đấu highlight của An khi anh ta ở trong hang Baron và tốc biến né cú không thể cản phá của Malphite, rồi quay ngược trở lại bắn tất cả các thành viên của một đội châu Âu nào đó. Tôi không thực sự nhớ tên đội đó, nhưng đó là một pha highlight vô cùng tuyệt vời của An đã đem đến một cái dấu ấn cho đội tuyển HQ, và chính SKT đã phải cấm đi vị tướng này của anh chàng xạ thủ đội tuyển HQ. Có một điểm mà các bạn nên nhớ trước khi trận đấu được diễn ra, đấy là nếu như có khu vực nào đó được luyện tập với khu vực Hàn Quốc nhiều nhất thì đó chính là Đài Loan, chứ không phải là châu Âu hay là Bắc Mỹ. Vì vậy đừng quá coi thường cái khả năng mà HQ hay là những đại diện đến từ Đài Loan, thêm cả đại diện đấy là Trung Quốc. Không, xin lỗi các bạn, ta đang muốn nói thêm một cái đội tuyển nữa đến từ Đài Loan, Flatwolf. Đó, đừng bao giờ coi thường. Đây lập tức đang có giao tranh cấp độ 1, gian cốt đang bị làm chậm và anh ta buộc phải đầu tư tốc biến. Nhưng chưa chắc nha, tốc biến đuổi theo, Odoane cũng buộc phải tốc biến đi không. Anh ta mà trúng một cú phẩy tay đó của bà, anh ta chắc chắn sẽ phải nằm. Về phép bổ trợ thì đang là lấy 3 đổi 2 đến từ AQ, bởi vì họ mất 2 phép tăng tốc và 1 tốc biến. Trong khi đấy thì SUK họ chỉ mất 2 tốc biến của Odame và Zankos mà thôi. Có làm chậm, Ryu bị kích hoạt ý chí thần sấm trong tay của ba. Và giao tranh vừa rồi, không, nó giao tranh thì hơi to quá. Trao đổi chính thức vừa rồi thì Ryu, tôi nghĩ rằng anh ta là người gặp bất lợi hơn vì gặp phải thế 1-2. Mọi thứ sẽ bắt đầu, không có gì quá đặc biệt. Elite sẽ bắt đầu từ bùa xanh. Còn bên này Olaf cũng làm một cái điều tương tự. Một điều hay ở Olaf đi rừng đó là có thể tự ăn được bãi quái lớn đầu tiên là bùa xanh hoặc bùa đỏ mà không cần có sự giúp đỡ nào, một cách rất là dễ dàng với khả năng liên tục cooldown, liên tục hồi chiêu lại cái chiêu quy của mình. Khi Nhật Diều và Vander cùng với Forgiven tiến hành ăn người đá, An và Anbit biết điều đó. Lúc này Anbit sẽ lợi dụng cái lợi thế sải tay dài của mình mà lao lên đằng trước một chút, chỉ là một chút thôi. Bởi vì chỉ cần dính một cái tuyết tê tái rồi những đòn bắn xa hơn của Forgiven thì có lẽ là chính Anbis mới là người phải lùi lại. Nhưng người ta đã chiếm được bụi và khiến cho Vander gấp đôi chút xíu sự khó khăn. Và chắc là nếu như con support nào, một con hỗ trợ nào mà có thể lấy ý chỉ thần sấm nhanh nhất thì chắc là ba rồi. Một cú đánh, một cú quy và thêm một cú đánh nữa thôi là sẽ có ý chỉ thần sấm ngay lập tức. Và vừa rồi các bạn đã thấy là Vander đã phải tự bấm máu lên sau khi ăn cú ý chỉ thần sấm đó rồi. Tốc độ lên cấp độ 2 của hai xạ thủ là như nhau. Và Zing trong tay An biết rằng nếu như không đẩy nhanh lính bây giờ thì cái sải tay dài của Forgiven nó sẽ chiếm thế thượng phong trong khoảng tầm đến cấp độ 4 và cấp độ 5. Rất tốt, cả hai chiêu thức định hướng của An và Anbis đều chính xác vào xạ thủ của đối phương. Và nên nhớ rằng hỗ trợ của Forgiven không có hồi máu, không có khả năng hồi máu bằng chiêu thức, chỉ có khả năng hồi máu bằng cái khiên cổ vật mà thôi. Ở khu vực đường giữa, khả năng đi đường của Westlaw vẫn đang là một dấu hỏi lớn sau bài phỏng vấn của Dompa nhằm đến chính anh chàng Westdor này, thì còn nói đến khả năng đi đường của Westdor là không hề tốt một chút xíu nào cả so với mặt bằng chung của những người đi đường giữa. Có chăng là kinh nghiệm cũng như là khả năng chớp thời cơ của Westdor đang được đánh giá cao mà thôi. Về điểm then chốt, chúng ta có thể thấy rằng không có gì quá đặc biệt trong cái điểm then chốt, ngoài ở khu vực đường trên thì Odoame anh ta lấy nhiệt huyết chiến đấu, còn Zip anh ta lấy đường thủ thần. Lại là những tình huống thi đấu cực tốt của An và Anbis. Né chiêu hay, nhưng đây là lý do vì sao mà Caitlyn vẫn đang tỏ ra hổ báo vì gian cốt ở khu vực đứng dưới này rồi, đứng ở một quả trạc 3. Và An, tôi nghĩ là cả An và Anbis biết điều đó. Chả có lý do gì đặt đến 3 cái bẫy ở ngay trong phần trụ của đối phương lao vào Anbis. Gian cốt vẫn chơi một lối chơi như vậy. Anh ta bị kiệt sức, anh ta dẫm phải lựu đạn ma hỏa và bắt buộc phải lùi ra. Trên này, Mountain không hề kém cạnh. Mục tiêu bị nhắm đến là Odoane, chỉ cần đợt lính đó bị đẩy vào thôi là sẽ có băng trụ với bùa đỏ ở dưới chân. Odoane gặp khó rồi.
anh ta bổ quỳ, xin lỗi các bạn là anh ta bổ rất đau, không trượt vào lính giống Izumin, và đã có chiến công đầu dành cho Olaf trong tay của Mountain. Mountain đã có được chiến công đầu, một tình huống ganh khu vực đứng dưới như mở cờ cho Mountain đến từ gian cốt. Anh ta ganh đường dưới và Mountain ganh đường trên với một cái tâm lý là chắc chắn không thể nào bị phản ganh lại được, bởi vì đường giữa của đối phương cũng không có dịch chuyển. Mặc dù đang bị đẩy đường lên cao đấy, nhưng để di chuyển lên thì Ryu cũng cách cả một khoảng cách rất xa. Westdor vẫn đang gặp khó khăn, vẫn đang liên tục bị cấu máu, không hẳn là nhẹ nhẹ đâu mà tương đối nặng nề rồi. Westdor đã mất 2 bình máu của mình. Và cũng phải thông cảm cho Mazaha, vì đúng thật là tội chơi bị tướng này nhiều. Khó, rất khó cho Mazaha ở những cấp độ đầu tiên. Bộ chiêu thức vừa khó farm, lát hit mà không để ý là cũng mất những chỉ số lính, cái cũng thật đáng tiếc. Và ngoài ra Mazaha nếu như đua tốc độ đẩy trụ với mặt bằng chung với những vị tướng pháp sư bây giờ thì là không lại được ở 4 cấp độ đầu tiên, 5 cấp độ đầu tiên đi. Đúng là thế, nên là farm trong trụ với Mazaha cũng là một cực hình nữa. Và chưa kể là nếu như mà Mazaha muốn đẩy thực sự thì lại quá tốn năng lượng hơn so với những vị tướng pháp sư ở những cái thời điểm sớm, bởi vì phải dùng cả 3 chiêu thức. Phải dùng cả 3 chiêu thức mới đẩy được, mà kỹ năng W lại không phải là kỹ năng hồi nhanh. Lại là một lần nữa, Mountain đang truy đuổi Odoame. Rồi. Tốc biến rồi. Đó là sự khó chịu của một Olaf, là nếu như bạn trúng một cái dìu thì bạn sẽ trúng cái thứ hai và cái thứ ba. Chỉ có tốc biến hoặc là những chiêu thức bỏ chạy thì mới có thể thoát ra được cái chuỗi combo liên hoàn đó mà thôi. Olaf hay là Dr. Mundo. Và hình như tôi nhớ không nhầm thì chính Dr. Mundo cũng là một con bài mà đã làm nên tên tuổi của một đại diện khác đến từ Đài Loan. Đấy là Taipei Assassin. Nhưng bây giờ thì đường giữa gian cốt hơi tiếc một chút, anh đang cũng tập để với quen tỏ. Đó là Lee Bon, người Nga đang định nói đến. Và Mountain thì đang có thể tiến ra và gặp gian cốt trong tình huống này. Một pha mà Westdor cũng di chuyển ra và có một chiêu cuối. Nhưng chiêu cuối của Ryu cũng đang nhắm vào Westdor. Westdor mất là tương đối nhiều máu. Mũi tên lửa thả ra cũng không có quá nhiều tác dụng. Đấy cũng là tình huống mà gian cốt đã hồi lại cho mình tốc biến, đã bị mất từ đầu trận. Và chiêu cuối đó của Westdor tôi không đánh giá quá cao, khi đứng ngay trước mặt pháp sư của đối phương, Foggy vẫn đạp bẫy. Anh ta dính phải lựu đạn bao hỏa. An đang tỏ ra lấn lướt hơn với cái vị tướng dinh này ở khu vực đường dưới. Nhưng nói đấy là cách trao đổi chiêu thức thôi. Còn lượng lính, An đang thọt hơn. 55 so với 45, thua đến 10 chỉ số lính. Và thế trận đang cân bằng như thế này thì tôi nghĩ rằng nó nằm ở việc đó là An hơi tập trung vào trao đổi chiêu thức, quên mất lát hit. Và chưa kể là anh ta cũng bị một áp lực nhỏ của Alice xuống khu vực đứng dưới, khiến cho cái giai đoạn mà farm lính trong trụ đẩy vào cái đợt mà Alice xuống thì bị gặp vấn đề, chắc là cũng mất đến 4-5 chỉ số lính trong cái đợt đấy. Nhưng xét chung lại thì An vẫn đang gặp vấn đề trong vấn đề farm. Hy vọng là vấn đề đó được cải thiện theo thời gian thôi. Mountain ở đây, anh ta phá một con mắt tím và đã để lộ tầm nhìn rồi. Nếu như mục đích cướp rừng và bùa đỏ thì nó sẽ không thành hiện thực được. Tôi nghĩ đó chỉ là một tình huống di chuyển để cắm mắt vào cái ngã ba đường đó thôi, để xem là đường giữa có bị ganh bởi gian cốt hay không. Gian cốt với vị tướng Elite xuống tủ của anh ta. Wow, ngay lập và gian cốt ra bị làm choáng. Chắc chắn gian cốt sẽ gặp nguy hiểm trong tình huống này. Không đạp bẫy, lựu đạn ma hỏa được tung ra. Mountain có kiệt sức, và đó là lý do vì sao Mountain lên bảng nhanh đến như vậy. Trừ giáp, trừ kháng phép. Và chưa kể chúng ta có thể thấy là một tình huống mà Forgiven đã liên tục đặt được những cái bẫy vào chân của anh chàng Mountain. Chắc chắn là nhiều hơn một cái bẫy vào chân của Mountain, khiến cho Mountain cứ đứng yên ở đó mà không thể nào di chuyển được. Đó là một cái sự bất lợi của vị tướng Olaf khi không có cấp độ 6 đối đầu với Caitlyn. Và là cả Braum nữa. Đúng rồi, và Olaf này sẽ chỉ thực sự nguy hiểm khi đã có tận thế Ragnarok mà thôi. Lúc đó thì những mục tiêu mà không thể có thể chạy thoát được như là Cassiopeia đường giữa sẽ là một cái gì đó con mồi thơm dành cho Olaf. Nhưng tất cả mọi thứ bây giờ đang diễn ra ở mức độ khá là cũng được coi là cân bằng thôi. Nếu như có gì chênh lệch thì chênh lệch chỉ ở chỉ số lính. Chúng ta hãy cùng xem lại. Rõ ràng S2K là người gặp bất lợi hơn, bị động hơn. Khi mà gian cốt anh ta xử lý quả này hơi chậm. Nếu như đu lưới lên kịp và sớm hơn thì gian cốt đã không mất nhiều máu như thế này. Sấm bẫy này, chỉ là một cái bẫy thôi. Một cái thôi. Đầu tiên là cái choáng của Alice, và sau đó là choáng của đánh ngất ngư. Và thứ ba mới là cái bẫy của Caitlyn. Thật ra thì tôi cứ lúc đầu là nghĩ là cái việc mà bị choáng đầu tiên đó là do cái bẫy của Caitlyn đặt ra, không phải. Hóa ra là chỉ một cái bẫy của Caitlyn cuối cùng thôi cũng đã khiến cho cái anh chàng Olaf này phải lên bảng điểm số rồi. Lượng sát thương gây ra là rất lớn, thật tốt đến từ Forgiven. Ở khu vực đường giữa, sau một khoảng thời gian được farm
thì đến thời điểm hiện tại, Westdor cầm trang bị hồi năng lượng ra, anh đang không gặp quá nhiều khó khăn, và cái chỉ số chênh lệch về lượng farm vẫn đang được giữ, được duy trì ở mức độ là 10 chỉ số lính. Và với hai mẫu tướng như là Mazaha và Cassiopeia thì tôi nghĩ rằng giai đoạn ban đầu này họ chỉ tập trung vào cố gắng farm càng nhiều càng tốt mà thôi. Đây không phải là hai vị tướng có lợi thế về mặt di chuyển, thế nên việc đảo đường để có thể tấn công vào những cái vị trí đường còn lại nó hơi khó để có thể xảy ra. Rồi nhất nữa là Mazaha này lại cầm cho mình đấy là tốc hành chứ không phải là dịch chuyển nữa. Bên kia Ryu cũng cầm tốc hành. Nếu như có một tình huống đánh nhau thì chỉ có thể kết hợp với tướng rừng và đánh nhau ở khu vực giữa. Đó là những cái điều mà tôi có thể nhận định bây giờ trong vai trò pháp sư của cả hai người. Đường dưới từ nãy đến giờ được máy quay chiếu đến hơi nhiều đường dưới. Có vẻ đây cũng là cái nơi mà nóng nhất. Còn đường trên thì mọi thứ nó cứ bình ngoài cái cú ganh đầu tiên thì mọi thứ vẫn bình. Bởi vì Zip đang cầm Rumble và vị tướng Rumble này kỹ năng E bây giờ là kỹ năng mà tích điểm để có thể sử dụng. Nó rất dễ dàng để farm từ xa mà không gặp vấn đề gì quá khó khăn. Tầm nhìn bị hạn chế, Zip ngay lập tức lùi lại, chơi cực kỳ cẩn thận. Anh ta biết rằng cái khả năng chống chịu của mình bây giờ đang là không có, coi như là không có luôn với những cách lên đồ mà anh ta đã lựa chọn. Mountain phải di chuyển lên, và khi Mountain di chuyển lên gần đó thì Zip mới đi lên để farm được. Và chính cái chiến công đầu tiên trong ngày thi đấu ngày hôm nay, chiến công đầu tiên của ngày khai mạc của chung kết thế giới mùa 6, nó đúng như cái hoàn cảnh vừa rồi mà Rumble phải chịu đựng, đó là một tình huống mà đối phương băng trụ ở đường trên. Thế nên vì sao Zip có một vài những cái ám ảnh là cái điều dễ hiểu, né được kén nhện. Rất may là Westdor 86 chỉ số lính và anh ta đang lên hầu hết là đồ năng lượng để cố gắng giúp cho mình khả năng trụ được và farm bãi ma, bãi sói trở nên tốt nhất là có thể mà thôi. Xin lỗi các bạn, là bãi chim và bãi sói. Con rồng đã được khởi động bởi một mình Mountain và Zancos đi ở bên kia. Anh ta chỉ biết để mà phá mắt thôi, chưa chắc anh ta đã biết rằng ở dưới rồng đang có một cái điều gì đó xảy ra. Bây giờ thì hình như biết rồi, khi thấy cặp đôi đường dưới tự dưng biến mất nhưng không có mắt vào hang rồng thì làm sao mà cướp được đây. Mountain có thể gặp Quy nhưng hoàn toàn AHQ có thể chạy về với tận thế Ragnarok và một cái đường hầm thông minh. Thông minh, rất thông minh. Rất thông minh là những gì mà họ lựa chọn. Còn bây giờ thì Zip đã bị dính một chiêu cuối, ngay lập tức anh ta cũng thả một cái mưa tên lửa nhưng nó không thực sự đẹp lắm. Vừa đủ. Nếu như xét về một cái chiều hướng khác, về một cái góc nhìn khác thì chúng ta lại thấy nó đẹp. Bởi vì vừa ngăn cản đối phương, vừa để ăn lính. Có lẽ là những người chơi ở đẳng cấp cao nhất như thế này, chung kết thế giới, thì họ suy nghĩ như vậy là lợi thế hơn. Và tôi nghĩ đến cái thời điểm này nó cũng hoàn toàn là hợp lý mà thôi. Tình huống gánh vừa rồi của Zancos lại hơi đen, đó là cái đợt lính di chuyển lên lại đúng 7 con, nó làm một cái hàn chắn cho An, và Anvis sẽ che đi được cái kén nhện. Và đó là lý do vì sao mà Zancos buộc phải từ bỏ cái tình huống gánh chớp nhoáng đó. Nếu như mà không có đợt lính thì hy vọng là sẽ có một tình huống kén nhện. Biết đâu lại hay, Forgiven sẽ bị làm choáng hay không, và anh ta tốc biến né được cú phẩy tay của Anvis. Rất hay là Mr. Anvis khi mà anh này có được một cái tầm nhìn nhãn quan rất tốt trong pha tung chung cuối vừa rồi. Đôi lúc thì không nhiều người chơi ba có khả năng làm điều đó, nhưng Westdor đang phải lùi lại và anh ta mất rất nhiều máu dùng ra một chiêu cuối. Nhưng đúng thật là Westdor bây giờ không phải là người đi đường giữa được coi là top đầu thế giới nữa rồi. Bạn cũng phải để ý rằng Ryu đã có cho mình được khăn giải thuật ngay từ rất sớm, từ thời điểm cấp độ đang là 10 thôi và phút thứ 12 thôi, nhưng một nước mắt nữ thần, một cái chiếc khăn gió ấm luôn. Chiếc khăn gió ấm. Rõ ràng ở bên Mỹ đang không phải là mùa đông. Mà nếu như Izumin cùng các bạn cùng theo dõi lại được cái pha thi đấu vừa rồi, chúng ta có thể thấy được rằng là Ryu còn thậm chí còn lách người về để né cú cắt phép đây. Đây, hãy xem lại cái tình mấu huống chốt mà đây nhá. Đây là khá mấu chốt đấy nhá. Ryu. Một pha solo kill, tôi khẳng định đây là một pha solo kill. Hãy nhìn này. Đó, cứ tưởng rằng chiêu cuối đó là lách phê đấy. Lách về. Mất cắt phép một pha y rằng Westdor và gặp vấn đề. Khăn giải thuật. Mẫu mực. Rất chuẩn, nó không phải đến gọi là từng mili giây, nhưng nó cũng không đến một giây để cho anh ta làm điều đó. Mountain bị choáng và ngay lập tức anh ta quay ra tấn công Zancos nhưng lại tung ra cái dìu hơi ngắn. Tôi ném dìu tốt hơn. Ok là đùa thôi, không thể nào mà ném quá tốt hơn. Izumi có thể ném dìu tốt hơn trong tình huống vừa rồi, tốt hơn trong tình huống vừa rồi thôi. Đây, bắt đầu có những bước di chuyển đầu tiên của Westdor lên khu vực đường trên, và Oduane bây giờ vẫn chưa biết điều gì đang xảy ra với mình. Có ping rồi, nhưng đó là ping của AHQ để lên ganh và Oduane. Và Oduane sẽ về. Đây chỉ là một cái dự đoán của Oduane mà thôi. Nhưng anh chàng này vẫn đang không nhận được đợt ganh, bởi vì Mountain muốn cướp rừng hơn.
Mountain đã biết được hướng di chuyển của Zancos. Và cái sự lựa chọn của Mountain cũng rất thông minh, đó là ngay khi anh ta gành khu vực đường dưới bị phát hiện, anh ta ngay lập tức đảo lên đường trên để cho đối phương không thể ngờ được với một tốc độ di chuyển là tương đối nhanh của mình. Mountain thậm chí còn cướp được cua xanh và đang thoát đi. Và lúc này chắc chắn là Zancos là người tức nhất khi đã mất coi như là tất cả mọi thứ ở khu vực rừng phía trên. Và tuy nhiên là trừ bãi cóc. Tôi cũng đang cảm thấy hơi lạ lùng một chút là với việc Westdor đang khó khăn như vậy mà động thái của Mountain ra đường giữa gần như là bằng con số 0. Mắt mũi được cắm ra một cách cầm chừng, không có nhiều mắt đấy. Bây giờ thực tế nhìn xem, chỉ có đúng một con mắt duy nhất được cắm ở bên mạng của xanh kia là đủ cho Westdor có một lượng tầm nhìn nho nhỏ, xem đối phương có ganh từ hướng đấy ra hay không mà thôi. Nhưng đấy là một trong 6 hướng. Ở bên kia cũng có một cái nữa ở bãi chim là hai cái. Như vậy thì thứ nhất là Westdor liên tục phải đứng sâu ở gần trụ của nhà mình để farm. Và là nếu như ít mắt quá thì Westdor cũng không thể dám đẩy cao lính nhanh để mà có thể đi đảo đường được. Còn bây giờ thì Cassiopeia bắt đầu đảo đường. Mountain là mục tiêu gần Cassiopeia nhất. Oduane ở đây sẽ có những cú boomerang vàng bật ngay tận thế. Ragnarok quay lại chơi thẳng Zancos. Nhưng Zancos nói tôi không sợ, tốc biến lên ném boomerang. Xong, Oduane đã có được hai bộ đội trận. Còn Zip nữa, còn Zip nữa. Anh ta cần phải xóa hết đợt lính. Chắc chắn chết. Và anh ta đang đi di chuyển lên. Chắc chắn chết. Di chuyển đi chỗ khác. Thông minh, và thông khi minh. Di chuyển... Một người còn thông minh hơn đó là Riok. Nhưng hãy để ý, Zip đã hạ gục được Zancos. Thôi được rồi. Đó là một lần lên bảng mà mãn nguyện đến từ Zip. Có chăng nếu như anh ta biết rằng kỹ năng W của Cassiopeia làm ngắt dịch chuyển thì có lẽ anh ta sẽ không dịch chuyển mà sẽ quyết định tìm đường chơi Elise ngay từ đầu. Thực ra tôi nghĩ là anh ta biết thôi. Những game thủ hàng đầu chẳng lẽ không biết mấy cái tiểu tiết đấy. Anh ta muốn thử vận may, bởi vì trong những bối cảnh như vậy thì không ai muốn tự đưa mình vào cái thế phải đổi mạng. Trừ khi mình bắt buộc phải làm điều đó thì mình mới phải làm thôi. Dù sao thì tôi vẫn nhận định bên phía AdQ là người có bất lợi hơn. Mặc dù đổi được mạng thành công nhưng họ vẫn mất những phép dịch chuyển quan trọng trong tay của Zip. Nhưng họ đã lấy được cái trụ đầu tiên ở khu vực đường trên. Và Oduane, anh ta có được 650 tiền. Đấy là một cái gì đó cực kỳ lợi thế dành cho S2K khi hạ gục được cái trụ đầu tiên này. Và AdQ, Westdor thì đang cố gắng farm để có thể cân bằng lại chỉ số lính. Anh ta câm lặng được Ryu. Không sao, đơn giản là Ryu đầy năng lượng và Ryu sẽ ở lại làm thêm một tên lính nữa rồi mới về. Tên này là tên không có xe to. Đợt lính này là đợt lính không có xe to chẳng sao cả. Nhưng cái vấn đề Westdor cần làm bây giờ, hoặc ít nhất là cả đội AdQ cần làm bây giờ, là phải đánh làm sao cho Westdor có được tiếng nói riêng. Chứ nếu như cứ để Westdor tự sinh tự diệt ở đường giữa như vậy thì anh ta sẽ không có một tác dụng gì với phần còn lại của bản đồ. Đúng là như vậy. Ở trong metagame hiện tại thì việc mà người đi đường giữa hỗ trợ cho người đi rừng trong những lần ganh là vô cùng quan trọng, trong những cái pha di chuyển để cả hai cùng có lợi thế. Chứ không phải là tướng hỗ trợ sẽ di chuyển cùng với người đi rừng nhiều như những cái metagame từ chung kết thế giới 2015 đến khoảng giữa năm 2016. Thì tôi nghĩ rằng cái điều mà Westlaw cùng với Mountain đang làm để kiểm soát nhịp độ trận đấu là chưa tốt bằng so với hai người chơi bên phía S2K. Wow. Và lại một lần nữa Westlaw bị thi đấu trên cơ và anh ta phải mất phép bổ trợ của mình. Đối đầu trực diện, Westdor không bao giờ có cửa mà sẽ chỉ luôn thua Cassiopeia. Thứ nhất là về chất tướng, thứ hai là về cái việc mà Cassiopeia đã có đến hai chỉ số hạ gục rồi. Tiền rất đề huề. Và ngoài ra thì Ryu thông minh khi mà lên một món đồ chấn phái thì đối đầu với Cassiopeia, với cả Mazaha ở bên kia như thế này. Nếu như không có dừng ra, Ryu luôn thắng. Và đây, nếu như Westdor vẫn cứ bị tình trạng như thế này trong tầm 10 phút tới thì tôi đang dự đoán là AdQ sẽ chơi một thế trận cố gắng kéo về late game. Lúc đó đợi cho An sẽ cầm trịch trận đấu. Và khi Zing đã có đủ 3 món, 4 món đồ lớn trở lên thì tôi đã biết đâu AdQ sẽ có được những giao tranh cuối trận đấu có lợi hơn. Và đến bây giờ thì AdQ cảm giác như không giống như ngày xưa nữa. Họ bắt đầu thay đổi chiến thuật hoàn toàn. Là một chiến thuật kéo late. Một chiến thuật tập trung xoay quanh xạ thủ An nhiều hơn. Bởi vì xạ thủ An là khả năng thi đấu về cuối trận là rất tốt. Và chưa kể khả năng đánh đầu trận của Anbit là chúng ta cũng thấy rằng anh ta có thể làm tốt với ba là như thế nào rồi. Những cái pha xử lý là tương đối ổn ở khu vực đường dưới với vị tướng này. Và có lẽ cách đánh của AdQ sẽ xoay quanh việc An thi đấu và họ sẽ lựa chọn nhiều những vị tướng mạnh từ đầu trận đến giữa trận ở các khu vực khác. Mazda không phải là một vị tướng quá mạnh về lết hẳn. Đúng. Nhưng về giữa trận thì Mazda khá mạnh khi hoàn thành được cái chữ V Rayline. Và trước đó là một cái đồ hồi chiêu là cái quỷ thư Morello. Thì còn ở khu vực đường trên nữa,
Rõ ràng thì một trong những vị tướng đánh giao tranh ở giai đoạn giữa trận rất mạnh đó là Rumble, và An Quy đang có vị tướng đấy. Họ luôn tự tin trong những tình huống ăn rồng như thế này, và đây là con rồng thứ hai mà An Quy họ có, với một con rồng gió và một con rồng lửa. An Quy đang chuẩn bị những cái bước tiết kiệm sức mạnh trước khi đến với giai đoạn late game. Thế nên mới nói rằng là 4.000 tiền chênh lệch hiện tại chưa hẳn là An Quy đã quá tuyệt vọng cái kèo đánh này. Họ vẫn có những cái thứ vốn nhất định, vấn đề là họ có kéo được cho đến khi cái vốn đó sinh lời hay không mà thôi. Còn nói về Mazaha thì đây là một vị tướng đảm bảo, đúng như Izumin nói, giai đoạn giữa trận đấu mạnh, và đặc biệt là có thể đánh theo kiểu thả diều được. Khi có chuyện Fallen Redline thì những cái cắt phép hay những con cua hay những cái ám ảnh kinh hoàng được bút vào người của ai thì nó sẽ khiến cho một cái lượng làm chậm sẽ được tạo ra sau mỗi lần cắt phép như vậy. Nhưng đây là điểm yếu của Mazaha này, phòng thủ trụ không tốt, không quét lính nhanh và lập tức được, nhưng cũng có được sự khó chịu. Ngay lập tức anh ta xóa đợt lính, xóa bỏ đợt lính thì không thể nào bằng với những pháp sư khác. Thôi xong. Nhưng bây giờ thì Mountain đã bị làm chậm lại, đấy là búa băng và là một trang bị gây sát thương đến từ Odoamne. Anh chàng này đang có một lượng sát thương là rất lớn. Và chúng ta cũng phải để ý rằng Mountain lúc đó là không bật chiêu cuối. Chính vì thế anh ta mới có thêm một lượng giáp và kháng phép. Và nếu như anh ta bật chiêu cuối lên thì thậm chí bằng tôi nghĩ rằng vào giao tranh chúng ta còn yếu đuối hơn và dễ dàng bị hạ gục hơn. Bùa xanh bị cướp và được nhường cho Ryu. Đây sẽ là một thế mà Westdor không hề mong muốn một chút xíu nào cả. Điều mà SUK cần làm bây giờ là thực hiện kế hoạch chia lẻ người ra và cố gắng đặt mục tiêu lớn. Mountain đâm thẳng vào tận thế Ragnarok của mình, và Vander sẽ là người bị mắc kẹt trở lại. Tốt, chiêu cuối của Westdor đã có tác dụng. Tiếp tục truy đuổi, một chiêu cuối của bà không đẹp lắm khi đối phương đã né được. Nhưng tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp thì nó trúng đến hai người lận, và S2K đã để mất đi thế trận của mình và họ buộc phải lùi về. Cũng may là rồng đã mất từ trước rồi, chứ bây giờ mà có một con rồng nữa thì AQ cũng sẽ ăn được nó mà thôi. Đó là một pha áp đặt giao tranh rất hay của AQ. Ngay khi Mountain anh ta di chuyển vào cái vị trí mà Zancos đứng ở trên con mắt, anh ta không di chuyển vào ngay lập tức. Thôi và xong. Đây mới là một pha mà Forgiven di chuyển lỗi và ngay lập tức phải trả giá vào một điểm hạ gục dành cho Anubis. AQ đang thi đấu ở thời điểm họ mạnh nhất ở trong ở của 4 vị tướng trừ xạ thủ ra, thì đây là thời điểm họ mạnh nhất với những vị tướng như chúng ta đang thấy ở trên màn hình. Họ liên tục di chuyển cùng nhau, họ ăn rồng kiểm soát mục tiêu, bắt lẻ đối phương, và bây giờ có thể là cái trụ thứ hai ở khu vực dưới, nhưng có lẽ họ sẽ lùi lại và thi đấu một cách an toàn hơn. Và Izumin và các bạn có tin rằng là cái cách di chuyển đó là một cách di chuyển mà AQ chủ động chứ không phải là chủ động, đúng chứ vậy. Không phải là ăn may, không phải là ăn may một chút nào. Họ thấy đợt lính đường dưới đẩy lên cao sát vào trụ, họ đoán được đối phương buộc phải cử người xuống để vừa ăn lính vừa phòng thủ trụ, họ bắt ở giữa đường, và đúng thật là bắt được một con mồi béo nhất có thể bắt được rồi. Và khi mà tôi vừa đang định nhận định rằng S2K phải chơi một lối chơi du ngủ và lại quyết tâm lần không nữa được giao tranh lớn thì họ lại liên tục bị bắt lẻ như thế này. Bây giờ nói về bắt lẻ thì S2K tôi nghĩ là họ sẽ có thể làm được với những vị tướng như Elise hay là Cassiopeia, nhưng nếu như trên thế là con mồi thì họ không mạnh một chút nào cả, và giao tranh tổng thì bây giờ họ cũng không mạnh luôn. Việc bị bắt lẻ liên tục rất nguy hiểm, nó dẫn đến là cái sự chuẩn bị về mặt phòng ngự của tất cả thành viên còn lại là không có. Ngay khi đường giữa bị bắt lẻ và sau đó là đường giữa bị bắt lẻ, nó khiến cho tất cả các thành viên khác không thể nào kịp di chuyển để có thể phòng ngự được. Thường là trong những trận đấu bình một người bị bắt lẻ thì đội đó sẽ cử một người để ra phòng ngự cái khu vực đó, lấp vào chỗ trống ngay lập tức. Có thể là không phòng ngự được nhưng ít nhất là vẫn sẽ giữ cho thế trận được thoải mái dành cho đội họ. Nhưng ở trong cái thế trận như thế này thì S2K đang dần đánh mất đi những cái lợi thế mà họ có được, khiến cho cái việc mà bù đắp vào khu vực khác thì lại thiếu ở cái khu vực khác nữa, dẫn đến hàng loạt trụ sẽ bị mất đi. Và chúng ta đang thấy cái trụ thứ hai, trụ thứ nhất ở khu vực đường trên đã bị mất đi. Một tình huống chết lẻ mà có đến hai cái trụ phải đổi đi thì các bạn có thể thấy được là Ryu đã mắc sai lầm lớn như thế nào trong pha chết lẻ vừa rồi. 38k9 với 38k3, mọi thứ lại dường như trở lại cân bằng nhau, như chưa từng có một sự chênh lệch nào cả. Và thậm chí là cái thế gỡ hòa tiền này đang giúp cho AQ được thăng hoa về mặt cảm xúc. Họ đang thi đấu trong một thế mà đang có gì đó được coi là thoải mái và tạo khoảng trống cho Westdor để farm. Westdor thì không tham gia vào những cái pha ăn trụ nhiều từ nãy giờ, anh ta chỉ tham gia vào pha ăn trụ giữa thôi. Và việc mà đồng đội di chuyển
chuyển lên khu vực đường trên, khiến cho đối phương tập trung sự chú ý lên đường trên, thì Westdor được farm thoải mái hơn. Nhưng Westdor không phải là đối tượng được ưu tiên của Atui ở thời điểm hiện tại. Ngay trong tình huống farm vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng ai mới là trung tâm của Atui bây giờ, chắc chắn đó là An. Chính xác, đấy là An. An đang được nuôi, chỉ số farm chưa phải là quá tốt. Vừa khi nói về An thì tôi đang thấy là đường dưới có đánh nhau. Lại là mưa tên lửa quét ra để đẩy hết được một cái đợt lính lớn được đẩy vào trụ. Cái thế này là một cái thế mà không cho phép Rumble có thể đi đối đầu trực diện được với gần Na. Đơn giản là vì chất tướng thôi. Nhưng không đối đầu trực diện được thì bạn vẫn còn rất nhiều cách, muôn vàn cách để duy trì trận đấu này theo ý của bạn muốn. Và điểm mạnh nhất bây giờ Atui đang có là một combat 5v5 giao tranh tông. Họ cần phải thiết lập được cái giao tranh đó. Và tôi đang thấy có rất nhiều khách ở gần khu vực hàng Baron rồi. Cả hai bên đều cử người ra đây. Và Olaf đang ping rất mạnh ra đường giữa. Và anh ta đã có mặt đường giữa để làm gì mà tôi không biết lắm. Olaf cần khả năng phòng ngự thật nhiều, bởi vì có một mình anh ta là người đảm bảo khả năng chịu đòn của đội hình Atui thôi. Con rồng chuẩn bị ra, và hình như đó lại là một con rồng gió. Thực sự trong cái thế trận mà tập trung đến cuối game của đội tuyển Atui, tôi nghĩ rằng nhiều rồng gió không phải là quá có lợi. Đấy là cái suy nghĩ cá nhân của tôi, mặc dù là nó sẽ giúp cho khả năng di chuyển toàn bộ đồ của đội tuyển Atui tốt hơn. Nhưng về một cái đội hình mà cần đến một khả năng giao tranh như Atui thì có vẻ những cái dòng lửa hoặc dòng nước là tốt nhất. Tất nhiên là như vậy rồi. Gió thì là cái con ít chức năng nhất trong bốn loại dòng. Đó cũng là một cái điểm hay của một trận đánh Liên Minh Huyền Thoại, nó có hên có xui. Ngày xưa không có yếu tố hên xui làm cho Liên Minh Huyền Thoại trở nên ít thú vị hơn bây giờ. Và rồng đã được ăn. Morton thì hình như đã phải kích chiêu cuối để bỏ chạy trong bàn thi đấu vừa rồi. Và trước đó An đã mất đi tốc biến trong tình huống tương đối nhạy cảm. Có vẻ như quả đấy kén nhện không chính xác, nhưng ở trong bụi tung ra thì cái kỹ năng của đối phương sẽ nó bị gần như là tàng hình. Nó bị tàng hình đến một nửa quãng đường nó di chuyển ra từ cái bụi. Và mãi gần đến người chúng ta mới thấy, chúng ta có thể thấy là khả năng phản xạ của An là tốt đến nhường nào. Và anh ta đã chứng minh cho chúng ta điều đó không chỉ là ở trong pha tốc biến vừa rồi, mà còn là nhiều pha tốc biến ở trong các trận đấu khác nữa. Bây giờ thì Westdor không những có được chữ Fairyline mà còn có thêm bùa xanh. Và ra đường giữa thế này thì làm rất là thoải mái và đơn giản mà thôi. Giao tranh tổng của Atui đã được gia tăng bởi hai cái triệu Fairyline trong người của Mazaha cùng với cả Rumble. Rồi Rumble lại có cả cái mặt nạ đoạn đầy từ trước đấy nữa. Thì đấy, hãy nhìn xem, sức giao tranh tổng của Atui bây giờ là rất mạnh. Tôi khẳng định là rất mạnh. Chứ S2K không thể nào đánh nhau được trong hoàn cảnh này. Và đó, họ làm mọi cách để bắt S2K phải giao tranh. S2K đồng ý và S2K cũng sẽ giao tranh một chiều cuối của Brom hất tung Westdor. Westdor kiệt sức, nhưng cái kiệt sức này không nhiều giá trị lắm. Mưa cái khe hẹp này đẹp quá. Mưa tên lửa chia cắt đội hình ra làm hai. Chiều cuối của An chuẩn, và nó làm cho gian cốt gần như phải bỏ cuộc chơi này. Odoane vẫn đang níu kéo vì Odoane đang đầy vạch đỏ, nhưng khi biến về Na khổng lồ thì tôi nghĩ là bay vào cái đội hình 5 người này anh ta cũng hơi thôi. Atui thi đấu một cách cầm chừng, họ không lao vào quá sâu, nhưng lúc này thì họ muốn ăn con Baron. Đây có thể là một mồ chôn của một đội nào đó. Atui đang lùi lại, Mountain vẫn đang chịu đòn. Có những con đệ của Mazaha vẫn đang chịu những sát thương đến từ Baron. Nên đội hình của Atui họ không lo lắng quá nhiều và vẫn giữ được sát thương của Baron cơ. Đó là cái hay khi bạn sử dụng Mazaha trong đội hình. Và những con bọ đó vẫn tồn tại thì sẽ vẫn cho được cái thời gian câu giờ. Atui di chuyển thông minh. Tôi cảm giác là có cái mùi Hàn Quốc ở đây. Đấy, từ nãy giờ Atui đánh bằng di chuyển là chính, chứ di chuyển là bắt lẻ. Thế nên họ đang cố gắng ép đối phương một thế khó. Đây, đối phương lại đang ở một thế khó khi bị chia ra làm hai ngả. Một ngả ba người, một ngả hai người. Nhưng với đợt lính đang đẩy lên đó, giờ Atui cảm nhận rằng mình hình như cũng bắt đầu hết chiêu rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng đó mới là thế khó dành cho Atui. Cái thế đứng của đối phương đứng tách từ hai bên thì những kỹ năng của Atui chỉ dồn ở bên đúng không? Những kỹ năng mà đã hiệu quả làm việc đó thì lại bị hết rồi. Hết rồi. Ví dụ như là lúc đấy là cái chiêu cuối của Anbit thì chưa có. Ừ. Chiêu mưa tên lửa. Không, của Anbit cơ, của ba. Chiêu cuối của ba thì chưa có để tách một bên, để dùng chiêu cuối ở một bên. Rồi, còn hiểu. Tất cả đánh sang bên còn lại. Tôi đã hiểu. Đó là cái chiêu thức duy nhất hợp với cái thế đứng của S2K, nhưng đã không còn chiêu cuối đó thì đội tuyển Atui họ lo lắng và họ lùi lại. Và hãy để ý thời điểm hiện tại thì Atui lại tiếp tục tập trung lên khu vực hang Baron.
và điều đó khiến cho các thành viên của SUK sẽ phải tập trung lại đây và không hề có khoảng trống cho việc farm. Lính đường trên chắc chắn sẽ đẩy, lính đường dưới thì 100% là đẩy. Tốc biến lên và Oroane đang cố gắng bấu và An nằm rồi. Chắc chắn đây là một giao tranh bất lợi hơn dành cho AHQ. SUK truy đuổi, Mountain đã hết chiêu cuối của mình và không còn tận thế nữa thì Mountain có lẽ sẽ phải về với cái dạng tận thế của mình, đó là phải lên bảng điểm số mà thôi. Chiêu cuối không quá đẹp của Brom, nó hơi vô duyên một chút. Nhưng cái lời cảnh tỉnh vừa rồi khiến cho An cần phải lưu ý một chút về cách đứng của mình. Và cũng phải kể thêm là Ryu đã sửa sai vào một pha thi đấu quyết đoán, tốc biến lên và xa lầy đối phương. Dùng tốc biến để lấy được một điểm mạng hùng của xã thủ không có tốc biến, nó là sự tính toán đến từ SUK. Và họ đã thành công và lấy lại được một phần nào đó thế trận. Bởi vì cả Elise và Rom đều đi phá được những con mắt là tương đối tốt trong tình huống đó. Chúng ta hãy xem lại pha thi đấu này. Khi mà Ryu ngay lập tức tốc biến lên, tung ra kỹ năng W của mình, rồi ngay lập tức có một chiều cuối không hóa đá được, nhưng nó đủ để làm chậm và gây thêm sát thương vào người của An và hạ gục được An. Và hãy nhìn vào cách mà một xạ thủ đứng ở trên bãi xa lầy thì nó bối rối đấy, như thế nào không tốc biến, không có thể di chuyển được. Dù bạn có là cái Kathleen hay là như thế nào chăng nữa thì các bạn cũng phải chết cứng trong cái vùng xa lầy đó mà thôi. Đây, con cá lớn đang tiến đến nhưng Vander biết mình là con mồi, anh ta dựng khiên lên, Mountain càn vào, Mountain mất hơn nửa máu rồi và Mountain rút ra với việc hơi vội ăn thêm một cái bách phát bách trúng vào đấu. Nhưng Vander không, vết thương sâu đó là từ đâu đó chứ không phải là từ một cái thiêu đốt nào cả. Vết thương sâu đó là từ Westlaw, đến từ những kỹ năng Westlaw, nó chỉ tạo ra hiệu ứng thôi chứ nó không trừ máu như là thiêu đốt. Và bây giờ thì Zankos cùng với Odoane ngay lập tức lao vào rừng để cướp, và Anvis đang đứng chờ để nhìn nếu như có những thành viên của AHQ dịch dập trong cái bụi cỏ nhỏ đó. Tôi nghĩ rằng đã có những pha thi đấu nguy hiểm hơn. Cái gì đây, có kích tốc, có tốc hành đến từ Westlaw. Zankos không phải là người dính chiêu cuối của ba mà đó là Odoane. Zankos bị cô lập, anh ta chạm chân vào cái lựu đạn ma hỏa là anh ta đã phải lên bàn điểm số rồi. Rất đây hay. Là một tình huống mở cờ cho AHQ khi họ bắt được người đi rừng của đối phương. Họ đang lao vào khu vực hang Baron, gây sát thương là rất nhiều. Tất cả thành viên của SUK đang phải di chuyển ra để trông chờ một pha giao tranh. Nhưng Odoamne không có dạng na khổng lồ, có một mình Ryu là người duy nhất có thể đem đến một cái gì đó. Nhưng Baron đã thuộc về AHQ, một điểm mạng cục đã bị nằm xuống, hai điểm mạng cục đã bị nằm xuống là của AHQ. Họ đang cố gắng trả lại, An bị kiệt sức nhưng tốt, An đã lùi lại được và anh ta có thể được bắn nhưng không. Góc này là một góc rất khó cho An bởi vì Ryu, một vị tướng quá kinh khủng đang đứng chờ đợi ở đây. Tốt, nhưng không đủ sát thương. Giá như An có thêm 20 điểm sát thương vật lý hay như thế nào đó mà tôi, giá như bằng mọi cách làm cho cái chiêu cuối nó mạnh lên một chút xíu thôi, Forgiven đã phải ôm hận rồi. Odoane cũng là một cái lượng máu tương tự phải lùi về. Nhưng tôi xin phép vẫn nhận định rằng đây là một giao tranh thành công của AHQ. Một rất giao tranh hết của sức thành công của AHQ. Họ đổi được coi như là hai điểm hạ gục đi, lấy 3 điểm hạ gục của mình cộng với một con Baron đã là quá lời rồi. Một pha mà Westlaw quyết định lao thẳng ra ngoài để hy sinh cho những người đồng đội của mình. Thực sự là tôi nghĩ rằng đó không phải là một điều hợp lý. Nếu anh ta đứng ở trong hang Baron sẽ là tuyệt vời hơn. Nhưng cũng hơi khó vì lúc đó rừng thì bắt buộc phải đứng để trừng phạt rồi. Rừng không thể thò mặt ra được. Vậy thì có ai còn là tanker chính nữa? Thì không là Pháp Sư, không phải là Mazaha thì còn là ai? Nói là Pháp Sư thế thôi nhưng Mazaha cứng lắm với cái nội tại của mình, có lẽ còn cứng hơn với cả Rumble. Cứng hơn chứ, lao ra đó chắc có lẽ là hơn. Westlaw hiểu điều đấy và anh ta biết rằng mình cần phải hy sinh và anh ta đã hy sinh. Mặt nạ đoạn đầy này đây, cách lên đồ này, cách lên đồ theo kiểu Mazaha chống chịu rồi. Thì như các bạn biết thì mặt nạ đoạn đầy là một món đồ rất hợp với Mazaha, nhưng nếu là tôi đánh bao giờ tội lên gần như là món đồ thứ 5 hoặc thứ 6 chứ không phải là món đồ lên thứ 3 như thế này. Đó, và cách lên đồ đó khiến cho Westlaw cảm giác tự tin hơn. Và đây là cách lên đồ để bù đắp lại việc cả team chỉ có một mình Olaf và mình chống chịu thôi. Đúng là như vậy, mỗi người sẽ phải lên những món đồ mà có gây sát thương nhưng vẫn có khả năng chống chịu. Những trang bị theo dạng nửa mùa như vậy, mặc dù nói là nửa mùa nhưng nó vẫn kỳ hiệu quả. Chẳng qua là nó sẽ không thiên về hẳn một thứ như lối lên đồ thông thường thôi. Ví dụ như ở thời điểm hiện tại thì rất nhiều người chơi Mazaha sẽ có những cái trang bị về mặt sát thương tốt hơn như mũ phù thủy Ravenden chẳng hạn, như đồng hồ cát Jonia và đôi lúc thôi. Nhưng ở trong trận đấu như thế này, trận đấu mà cảm giác rằng giao tranh sẽ không thực sự là nhanh, diễn ra nhanh mà sẽ diễn ra theo một cách đọ súng chi chạc đấy, liên tục là gườm nhau rồi tung ra những chiêu thức để lùi lại để tiến lên, thì cái việc lên mặt nạ đoạn đầy Leandrai
đôi lúc hợp nó lý. Lại là một cách lựa chọn tốt hơn. Mà nếu như bây giờ cứ tưởng tượng xem, mà nếu như Westdor về dạng đồng hồ cát thì lấy ai ra đánh nhau, nó sát thương đến từ đâu đúng không? Rõ ràng cần phải có thêm Westdor. Westdor bây giờ không, có lẽ không phải là người cung cấp nhiều sát thương, nhưng anh ta lại có được những hiệu khống chế khó chịu. Anh ta về dạng đồng hồ cát là sẽ mất làm chậm đến từ chuyện Valley Rayline. Anh ta về dạng đồng hồ cát thì lấy ai cháo chiêu cuối để những cái mục tiêu đơn lẻ bị cô lập ra có thể bị khắc chế đi. Và đó đôi khi cũng chính là cái chiêu cuối, là cái chiêu giúp cho xạ thủ được bắn, khi những mục tiêu lao vào sẽ bị giữ lại bằng cái chiêu cuối đó. Và với cái cách mà Ryu lên đồ thì có lẽ là chỉ đảm bảo cho anh ta khả năng sống sót thôi, còn những người đồng đội thì không, bởi vì lúc này đến cả Forgiven, Forgiven có rồi, tôi không nhìn thấy Thần Giải Thuật, nhưng tôi nhìn thấy Đao Giải Thuật cơ. Cái gì wow, cơ? Một lượng cái gì lạ cơ? Rất lớn. Thế bây giờ ai là người phải chạy nào, và người phải chạy là Odoane, vì từ nãy giờ Odoane vẫn đang hơi bị ảo tưởng về cái sức mạnh của mình để có thể đối đầu được với cả Rumble. Rumble bây giờ lớn rồi, Rumble đã có xuyên kháng phép, đã có hư vô trong người, thì nghe chừng là một cái áo giáp vải 720 kia không? Lại là khả năng di chuyển đến từ ASQ. Họ lừa cho đối phương xuống khu vực đường dưới, rồi ngay lập tức trên nửa đường di chuyển, An quay ngược trở lại và bắn phá cái trụ thứ hai ở khu vực đường giữa. ASQ lại có lợi hơn. Sau pha Baron vừa rồi, khi bù lợi Baron hết thì coi như ASQ có thêm được một cái trụ thứ hai ở khu vực đường giữa. Nó thoạt nhìn là không nhiều, nhưng tôi nghĩ rằng xét về mặt thế trận thì mất cái trụ thứ hai ở khu vực đường giữa thì mọi thứ đang rất tối dành cho HUK. Đúng, tối về cả mặt nghĩa đen cũng như nghĩa bóng, tầm nhìn của họ sẽ bị hạn chế đi, và nếu như muốn kiểm soát lại nó sẽ nên khó khăn hơn. Còn tối theo nghĩa bóng thì đó, thế trận của HUK đang tù dần theo thời gian. Tôi đang chờ đợi tiếp tục ba caster khách mời của chung kết thế giới này lại tiếp tục sẽ sai trong việc dự đoán một trận đấu. Vậy thì những bạn nào mà đang có thiên hướng muốn dự đoán trên gas, đơn giản lắm, dự đoán ngược lại với ba caster đó là các bạn có thể ăn được bộ tiền rồi. Xét cho cùng thì hai cái cặp đấu ASQ và S2K cùng với cả G2 Esports và Catalyst Gaming là hai cặp cân. Cân, rất cân. Mà họ thể dự đoán theo cái kiểu một chiều như vậy tôi nghĩ là không chính xác, là điều hiển nhiên thôi. Đúng là như vậy. Và ASQ là đội mà những đại diện đến từ những người caster của khu vực Đông Nam Á rồi thêm cả châu Á thì tôi nghĩ rằng họ vẫn đánh giá rất cao ASQ hơn là S2K. Đấy, thật ra thì kể cả cá nhân thì tôi đánh giá chủ quan, đánh giá khách quan gì đấy thì tôi đánh giá ASQ nhỉnh hơn một chút đó. Xíu, bởi vì họ có cái khả năng đánh về giữa trận là cực ổn. Và nói về luyện tập thì như tôi đã chia sẻ rồi đó, Hàn Quốc khá kén người để luyện tập khi họ gần như không luyện tập với châu Âu hay Bắc Mỹ, mà họ thế này, luyện tập rất nhiều thời gian với cả Đài Loan trong khoảng thời gian trước cái chung kết thế giới, nhưng không nói về điều đó vội. Tốc biến lao lên, Westdor là người bị giữ lại. Đây, sai lầm thuộc về pháp sư bên phía của AHQ. Có vẻ như Dopa nói đúng, Westdor dạo này hơi nặng một chút, và cái sai lầm đó thì nghe chừng giao tranh vừa rồi không thể sửa chữa ngay được, và cả hai bên cùng phải lùi về. Và sai lầm đó không chỉ là của Westdor mà còn là một phần nào đó không thực sự dễ hiểu đến từ Mountain, hơi khó hiểu. Hơi khó hiểu. Tôi nghĩ rằng tại sao anh lại lao vào trong cái tình huống mà Westdor chả gặp bất kỳ một cái vấn đề gì cả. Đáng nhẽ rằng nếu như giữ chiêu cuối để đến cái tình huống Westdor bị tốc biến lên làm choáng mà anh ta còn chiêu cuối để lao vào thì có lẽ mọi thứ đã nguy hiểm hơn nhiều dành cho ASQ, nhưng không phải là như vậy. Con rồng ngàn tuổi nó sắp ra, và rất may mắn cho ASQ là Westdor không bị hạ gục ở thời điểm con rồng ngàn tuổi nó ra. Chứ nếu không thì tất cả những con rồng mà họ ăn từ ban đầu đến giờ có thể là công cốc. Rất công cốc. Trận đấu sẽ được định đoạt sau khi con rồng ngàn tuổi ăn được cũng nên. Sát thương sẽ là rất nhiều, giao tranh không biết ASQ có thể gượng lại được hay không nữa. Cho đến bây giờ thì phút thứ 37 có thể được coi là late game được rồi. Hãy nhìn vào Forgiven với những lượng đồ anh ta có, 4 món đồ lớn với một Caitlyn như vậy đã là được coi là hoàn hảo để đến được với những giao tranh rồi. Nhưng bên kia đâu có kém cạnh gì đâu. An cũng 4 món đồ lớn, hai bên lên đồ là tương tự như nhau. Có khác chăng là một bên thì lại có khung xanh, còn bên kia lại đầu tư vào đao thủy ngân. Cũng phải thôi, nhìn sang bên này thì có đúng Olaf là có giáp. 4 thành viên còn lại chỉ có đơn giản là máu. Thì lên đồ như Forgiven tôi đánh giá là hết sức chính xác. Rất chính xác đến từ Forgiven. Và đôi lúc thì với cái sải tay dài của mình, và trong cái đội hình mà không phải ai cũng có sải tay dài như ASQ, thì tôi nghĩ rằng việc lựa chọn lên đồ như cái anh chàng Forgiven là hợp lý rồi. Không có gì để có thể sửa đổi cả. Bây giờ trang bị cuối cùng là xuyên giáp được sao cả. Westdor, tôi có một cảm giác anh ta đang bị chậm cái khả năng lên đồ của mình. Quá chậm. Sau khi lên dây chuyền, sau khi lên mặt nạ đạo đầy Leandra. Với tốc độ của một pháp sư đáng ra cần phải có thì như thế này là chậm. Thứ nhất là nói về chỉ số lính farm thì anh ta kém thời gian nhiều.
Bên kia thì Ryu cũng vậy mà thôi, nhưng có thể đổ tại lý do là Ryu đã có đến 4 chỉ số hạ gục thì anh ta bỏ bê Fang là cũng được thôi. Nhưng còn lại ngược lại, quét đo KDA đang khá tệ, 1-3-3 lao vào Hagmaiden, nhưng đó là một pha câu kéo mà tôi nghĩ rằng không đạt được kết quả. Đối đúng. Phương không phải là những con mồi dễ dụ. Và ở trong Liên minh Huyền Thoại thì những đội tuyển Liên minh Huyền Thoại, những thành viên chơi Liên minh Huyền Thoại, họ phải biết cả khả năng làm diễn viên nữa. Đúng. Đấy. Nhưng trong đây rồi. Rồi thì đây là một diễn viên mà đang giả vờ ngu là tương đối, thực sự là cũng chưa biết như thế nào. Không, nó là ngu hơi quá nặng. Anh ta chỉ gọi là bị ngơ một tí thôi. Nhưng tôi cũng không biết là ai là người có lợi sau pha thi đấu vừa rồi, nhưng hình như là cái việc mất tốc biến làm cho Zip trở nên mất lợi hơn. Mất tốc biến, mất cả một cái chiêu cuối quan trọng, thì gần như AQ đang từ thế đi săn, buộc phải về thế thủ và phải đứng chờ đợi ngoài khu vực Hamilton, đợi cho đồng đội của mình về hồi máu lên, hồi lại chiêu cuối thì mới bắt đầu tiếp tục dụ đối phương vào những cái khe hẻm như thế này được. Lại là những tình huống hai bên đứng sẽ diễn với nhau, sẽ những có những cái pha mà họ sẽ diễn và lừa cho đối phương với những màn diễn của mình. Nhưng tạm thời thì cả hai đều đang chọn cái việc lùi về và pha. Bắt đầu những tình huống này là bắt đầu những tình huống có thể lừa lọc và lật kèo ấy này. Nếu như quá hăng máu vào cuộc Hamilton, hoàn toàn AHQ có thể mất nguyên cả cái đường giữa. Nếu như S2K chủ động và chơi chấp nhận đổi, cho đến bây giờ nếu như đổi một đường giữa lấy Baron, tôi lấy đường giữa, con Baron có thể bỏ qua được, Baron có thể phòng thủ được. Katlin bây giờ nhiều đồ rồi, Cassiopeia nhiều đồ rồi, có thể phòng thủ tầm xa và clear lính được. Thế nên là nếu như đổi như vậy, tôi vẫn lấy cái đường giữa hơn. Nếu như nó là ở thời điểm như thế này thì có lẽ là cũng khá là ngang nhau. So, nếu như tính theo cái cảm quan của tôi thì cả Baron hay đường giữa nó cũng chỉ là ngang nhau mà thôi. Thật ra thì so sánh với cái vấn đề đó là sau đó thì sẽ như thế nào. Bởi vì đội không có Baron sẽ không thể nào mà dám di chuyển lên đúng để làm cái gì cả. Còn đội Baron sẽ có được lợi thế của trận đấu đấy, lợi thế về cầm tầm nhìn của toàn bản đồ. Và kể cả là có lính siêu cấp đẩy của đường giữa thì họ vẫn đảm bảo được rằng mình sẽ phòng ngự được. Nhưng bây giờ thì Mountain đang gặp một chút xíu những vấn đề. Anh ta mất đi 1/3 cây máu, nhưng phải nói là anh ta khỏe thật đấy. Khỏe thật. Ryu bắn gãy cả tay mà chỉ mất được 1/3 cây máu mà thôi. Đường dưới, Oruane đang bị cử xuống để clear một đợt lính lớn rồi mới có thể quay lại được với cái đấu trường khu vực Hamilton được. Mảnh ghép cuối cùng của anh ta có một cái đai lưng khổng lồ, thì đó sẽ là cái gì? Giáp máu à? Giáp máu vuông móc đến từ Na chăng? Còn cái gì để lên từ cái đai lưng khổng lồ này chăng? Chẳng đó lẽ là giáp liệt sĩ? Giáp liệt sĩ, ừ. Chẳng lẽ chuyện pha lê thì nghe nó hơi củi bắp. Giáp liệt sĩ hoặc là giáp có máu thể đến từ Odoamne. Anh chàng này cần thêm giáp bởi vì về giai đoạn cuối trận thì Zing bắn rất rát. Còn anh chàng ở khu vực đường trên thì Zip đang cho thấy tốc độ lên đồ của mình là nhanh hơn so với Westdor, bởi vì anh ta đang có 4 trang bị và chỉ cần lên trang bị cuối cùng thôi. Một pha chiêu cuối và là ngay lập tức có hành trình kỳ diệu và thêm cả một chiêu cuối đến từ ba, nhưng nó không thực sự hiệu quả. Tất cả thành viên của S2K đã tập trung lại đằng sau lưng của Ryu. Cái khả năng tấn công tầm xa của AQ là rất tốt, họ có thể bắt một mục tiêu từ cách đó phải đến 2 màn hình. Và đấy là còn chưa kể cái chiêu cuối của An có thể bồi vào nữa, là một cái thứ đảm bảo rằng mục tiêu đó chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng vừa rồi thì thứ nhất là Ryu cũng hơi xa tầm với và đồng đội của Ryu cũng đã ở ngay cận kề rồi. Cả hai bên đang phô diễn cách di chuyển. Ryu là người đang còn 1/4 cây máu và thôi. Odoamne bắt lẻ vào Westdor. Westdor vẫn có thể điều khiển sinh mạng của mình được. Đồng đội ngay đây rồi. Anh ta vẫn còn nguyên tốc biến, thế nên anh ta không sợ là cũng giờ điều dễ hiểu thôi. Anh ta có được sự tự tin trong cái tình huống thi đấu đó bởi vì chỉ cần cho đối phương lao lên thôi. Cái vị tướng mà gây hiệu ứng khống chế mạnh ở đằng sau thì đều đã có một khoảng cách là rất xa. Rất căng thẳng. Căng thẳng. Mọi có thứ tình huống mà tôi tưởng chừng chạm nhẹ vào nhau thôi là có một người có thể phải lên bảng điểm số. Baron đang được ăn trên tầm mắt của S2K và họ đang chờ để tìm Ryu ra mục tiêu. Yếu, Ryu bị tấn công và chiêu cuối của An là quá tập trung và nó rất tốt. An đang bị giữ lại bởi giàn cốt, nhưng tôi không nghĩ là giàn cốt tiêu diệt được An. Còn rất có nhiều người ở đây để hỗ trợ cho An và khiên là ổn đến từ Anbit. Chiêu cuối buộc cho Odoane phải tốc biến đi. Và bây giờ thì ai ngăn được tình huống ăn Baron này đây? Chẳng lẽ bằng cái chiêu cuối của mình Vander sẽ cướp được con Baron chăng? Tôi không nghĩ là như vậy. Cần sát thương và đó là Forgiven phải vào cơ. Odoane bị mắc kẹt, anh ta bá khóa khổng lồ được không? Nào ra. Anh ta không hóa được, anh ta khóa được khổng lồ. Ô, rất tốt, đó là bộc An. Hơi, bộc hơi, An cẩn thận. Đoàn Mạnh An đừng chết. Không, Đoàn Mạnh An sẽ không nằm và An kia cũng không nằm, không một ai nằm cả.
cả An này và cả An kia không ai phải nằm hết. Và chiến thắng nằm trong tầm tay của AHQ khi mà họ sẽ lấy được rất nhiều công trình của đối phương, bởi Zancos là người xuống nhanh nhất cũng phải mất đến 16-20 giây nữa. Thực sự phải nói rằng tôi cực kỳ ấn tượng với khả năng đánh Jinx của An khi anh ta là người trời mở ơi đầu cho pha giao tranh hạ gục được Ryu và tiếp tục bắn. Và Anbis là người đã tốc biến lên dùng dây chuyền Iron Fury cho An để cứu An một bàn thua trông thấy. Và sau đó chúng ta hãy cùng để ý cái pha ăn Baron này. Các thành viên đội tuyển AHQ đã phá hủy được cái nhà lính ở khu vực đứng giữa rồi. Hãy để ý cái vị trí của An khi anh ta liên tục đứng ở sâu bên trong hang Baron. Và khi Forgiven tốc biến vào bắn An thì An tốc biến đi quá nhanh. Nói cái gì đi, thực sự mà nói cái phản xạ của An là quá xuất sắc trong những cái pha giao tranh như vậy. Một xạ thủ giao tranh của đội tuyển AHQ. Đây là lý do tại sao AHQ tự tin vào việc bứt dinh và đánh đội hình xoay quanh An đến thế. Một nhà lính ở khu vực đường giữa đã bị lấy đi và không dừng lại ở đó. AHQ có thêm con rồng ngàn tuổi. Và nếu như để tìm ra một cụm từ để miêu tả rõ nét nhất giao tranh ở hang Baron vừa rồi, chỉ có thể là một từ duy nhất. An. Đoàn mạnh An. Thế là một từ. Tức là một cụm từ, tôi nói là một cụm từ mà. Một cụm từ là tôi đoàn mạnh An. Vì sao? Đoàn kết có sự mạnh mẽ đến từ cả 5 thành viên. Và điểm nhấn là An thì không là đoàn mạnh An thì còn là cái gì nữa. Thế nên ngày hôm nay nếu như có xem buổi stream này đến từ Vietnam Esports TV, tôi nghĩ An nên về đổi tên là đoàn mạnh An. Bởi vì thứ nhất là nó làm toát lên được cái phong cách thi đấu của An bây giờ. Và nó cũng là một cái tên đẹp nữa. Cảm rồi giác, anh phải hiểu được cảm giác là có một cái game thủ nổi tiếng hâm mộ mình, nó vui lắm. Nhưng mà rõ ràng thì ở đây là một giải đấu mà hầu hết các tuyển thủ đều đặt tên theo cái tiếng Anh. Thì tôi nghĩ rằng anh chàng An này nên đặt tên đó là Group Strong Police. Group Strong Police, ok. Group thì là kiểu đoàn đấy, okay, hoặc okay là Union cũng được. Cũng đoàn được. Strong là mạnh, rồi công an, police. Thực ra thì với những người Đài Loan sử dụng tiếng Trung Quốc là chính, tiếng Trung là chính, thì cái việc mà họ đặt theo tiếng Anh không quan trọng. Thế nên là chỉ cần là Doan, Manh, An thôi là nó rất tươi rồi, không cần Việt Kỳ luôn. Thì thôi, không nói về tên tuổi nữa, chúng ta quay lại với nội dung của trận đấu. Thì với hai thứ bùa lợi, hình như bây giờ còn một phải Baron hết rồi. Với rồng ngàn tuổi trên người, nhưng phải vượt qua đống xa lầy và năm cái bẫy trước mặt thì là một cái nhiệm vụ hơi khó nhằn. Liệu AHQ có đi một cái đường vòng hay không? Và nếu như có hai mục tiêu đi đường vòng để ngăn cản tuyến trên thì ba người còn lại có thể lấy được cái trụ. Và đây, người bạn thứ 6 vẫn luôn là người bạn tốt nhất, những con lính siêu cấp. Cái tình huống mà ăn được rất nhiều lợi thế của đội tuyển AHQ đã mở ra một lượng đồ tốt cho Westdor. Khi bây giờ anh ta đang cố gắng lên cho mình trang bị cuối cùng và đã hoàn thành được chiêu Lugo. Một chiêu cuối tung ra, chúng hai thành viên Mountain ngay lập tức bật chiêu cuối lao vào, là một chiêu cuối cực kỳ tuyệt vời đến từ Zip. Chúng được đến 3 thành viên và lại là An với những pha chiêu cuối của mình và đã hạ gục được hỗ trợ của đối phương rồi. Bây giờ thì An lao lên đằng trước như không có gì cả. AHQ đang tràn đầy sự tự tin để có được trận thắng đầu tiên trong chung kết thế giới năm 2016. Giống như ở bảng thi đấu đầu tiên ngày hôm nay khai mạc thì ở bảng C này, tức là giống như bảng A, ở bảng C này cũng là cuộc cạnh tranh một suất vào vòng trong của AHQ cùng với SUK, tức là hai đại diện đang gặp nhau ở đây. Thế nên ai là người thắng trận đấu đầu tiên này sẽ là người có rất nhiều lợi thế trong việc đua tranh vị trí về nhì. Nhà chính chưa bị phá nhưng nó sắp phá thôi, chiều cuối rất đẹp. Nhưng đáng lẽ ra là Ryu cần phải làm nó từ cách đây 10 cho đến 15 phút và trong những giao tranh khác rồi. Còn bây giờ thì ta phải làm rồi. Và chiến thắng dành cho AHQ là xứng đáng. Họ đã lựa chọn chiến thuật đặc biệt hơn các đội tuyển khác và cái điều đó đã làm cho họ giành chiến thắng. Khả năng đi đường